Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Bật Lửa Cô Độc của em ngày hôm nay nha. Hôm nay là thứ ba, cũng như thường lệ thôi, vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần em sẽ đều ra bài mới cho anh em sưu tầm và mua một chiếc Zippo về sử dụng nha. 357 thì em sẽ lên Zippo, còn 246 thì em sẽ cố gắng ra bài những cái hàng quái cô độc nha. Anh em mình sẽ đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì nhớ cho em được like hoặc được chia sẻ. Hôm nay gồm những chiếc Zippo cho anh em trải nghiệm thôi, giá cũng ok. Và một chiếc Zippo cũng còn một số cây 58X để cho anh em sưu tầm nha. Hai chiếc tàu chiến, những cây bờ ráp. Rồi, anh em nào đã đăng ký kênh rồi nhớ cho em được like nha. Anh em ta cùng nhau đồng hành. Rồi mở đầu cây đầu tiên. Cây đầu tiên là một cây nêu hàng full bóc nha, còn bóc đây. Một cây nêu. Cây này là tuổi con khỉ này, anh em nào hợp tuổi khỉ tuổi tý cũng hợp khỉ này, hợp sinh của công ty nha mấy anh, hợp sinh này Minh Khi, về hợp đồng Minh Khi nha. Cái này hàng mới chưa qua sử dụng, niêm phun bóc được sơn hấp nhiệt, hình con khỉ và cái chữ thì được khắc ăn mòn cốt đồng nha mấy anh. Đây được sản xuất vào năm 2016, tình trạng mới còn tem, được sơn hấp nhiệt, giá niêm yết của nó là 28-29 đô này. Cây này em giao lưu giống em là 850 nha, 850 mã số 1. Mã số 2, hàng mới thì em cũng không miêu tả nhiều đâu. Hàng mới thì những cây đã cho ba cây trên này đều có hộp nha, em để trong hộp luôn. Hàng mới cũng là một cây hàng new, tình trạng mới chưa qua sử dụng, được sản xuất vào năm 2016. Em đem xin công ty nha, em đem về tượng nữ thần tự do và biểu tượng con chim đại bàng, biểu tượng của nước Mỹ, em đem xin của công ty. Cái này nó bán 37 đô này. 37 đô là đại lý em nè. Công ty nó phân phối cho đại lý và đại lý nó bán ra mắc hơn. Tình trạng mới em mới tải nhiều, cái này giao lưu với em là 900 ngàn nha. Mã số 2. Ok, rất đẹp. Mã số 3, cà lầu cây cũng là hàng mới chưa qua sử dụng. Tình trạng còn new full hộp luôn. Được sơn hấp nhiệt hình con rồng. Cái chất liệu sơn này là dày lắm anh em, cộm lắm, không biết khắc hay là sơn khắc ăn mòn đổ sơn nữa. Tình trạng mới và rớt xin của công ty, được sản xuất năm 2019, giá thị trường công ty phát ra đại lý là 29 đô này. Rồi cái này giao lưu với anh em là 750 nha, 750 anh em cứ nhân lên đây, 29 30 đi, 30 nhân cho 2,4 24 là gần 700 mấy rồi. Rồi tiếp theo là một số cây Zippo tình trạng cũng đẹp. Cái này tình trạng cũng ok nha, cắn nhẹ thôi. Cái này được lắc kem bạc, này móp nhẹ đây. Được sản xuất vào năm 2005. Ở trên nắp có móp nhẹ đây. Không đáng kể nha, không thấy đâu, nhìn kỹ mới thấy cái chỗ này. Rồi, âm thì cũng ok. Âm trên trung bình nha, bánh xe thì cực kỳ bén luôn. Cái này chắc nó xài ít thôi. Nói chung là sạch sẽ rồi, không có gì bằng cãi hết. Rồi giỏi ruột trùng cả tháng năm luôn. Cây này giao lưu với anh em 400 ngàn, 400k, cho đi nhanh luôn. Rồi tiếp theo là một cây mới, tình trạng mới nha. Cái này tình trạng chưa qua sử dụng, cái này bộ sưu tập của em ngày xưa. Cái này được sản xuất vào năm 2016, được sơn hấp nhiệt, tình trạng mới, cốt đồng đây. Giỏi ruột trùng 2016 anh em khỏi kiểm tra. Đây 2016E D là nhau tháng thôi. Cái này giao lưu với anh em 500 ngàn, mã số 500k nha. Mã số 6 ở cây Zippo được khắc ăn mòn axit, chủ đề kỷ niệm bản kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty Zippo. Tình trạng cây này thì có cắn nhẹ vài điểm li ti đây, ở trên nắp đây anh em thấy rõ nha. Đấy, trên nắp ở dưới đấy thì cũng có cắn nhẹ vài điểm thôi, mua về để sử dụng nha. Bên đây nó cái này thì anh em em sẽ thay cốt cho anh em, bên đây do chủ cũ họ xài họ không kỹ á, em sẽ thay cốt nha. Âm cái này ok nha, âm to, bánh xe thì ok. Rồi ruột 2000, ủa ruột mà 12 la mã, 12 la mã 96 nha. Cái này được sản xuất vào năm 1996. Cái này giao lưu với mấy em là 700k thôi, 700k cho đi nhanh. Mã số 6 nha. Mã số 7,
là một cái Zippo được sản xuất vào năm 2017 đây, được sơn hấp nhiệt màu hồng chủ đề Playboy, một thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước Pháp. Thương hiệu thời trang nước Pháp. Tình trạng mới chưa qua sử dụng, cốt đông. Đây, âm cũng khá to ấy. Rồi, mới thì em cũng miêu tả nhiều. A2017, A2017, trùng cả tháng đó năm luôn nha mấy anh. Cái này cũng giao lưu với mấy anh em là đây bên trong đây. Cũng là 500 ngàn nha. Anh em xài hết chốc cái lớp sơn này ra nó sẽ ra đồng. 500 ngàn nha, mã số 7. Mã số 8 cũng là một chiếc Zippo này khắc nha. Các chữ Mitsudo gì này, số 6 này. Em không gành luôn. Cái này tổng thể thì cũng đẹp, không cắn mớp rồi nha. Được sản xuất vào năm 2012. Đẹp nha, tình trạng đẹp. Khoảng chừng 98%, 99%, 97, 98% nha, được sản xuất vào năm 2012. Cái nào cũng ok đây, bên trong đây, sạch đẹp. Đây, ruột đây. Rồi, cái này giao lưu với mấy em cũng là 500 ngàn nha, mã số 8. Mã số 9, cây này cũng là một cây mới, tình trạng mới chưa qua sử dụng, được sơn màu đen, chủ đề đôi cánh thiên thần. Ở chính giữa là có hình ngọn lửa của chiếc chủ đề Zippo. Được sơn hấp nhiệt màu đen toàn thân nha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng, được sản xuất vào năm 2015, chữ K, cốt đồng. Âm thì cũng ok, bánh xe thì mới mà, bánh xe bán. Rồi, chữ K luôn, 2015, trùng cả tháng năm luôn nha mấy anh. Rồi, cái này giao lưu với mấy anh em cũng là 500 ngàn luôn nha. Mã số 9. Tiếp theo là mã số 10, là một cây USS, cây chủ đề quân đội của Hoa Kỳ, US. Được sơn hấp nhiệt màu đen, sơn giống như mấy cây Black vậy, những năm 40. Được sản xuất vào năm 2016, B2016 nha, cốt đồng. Đây. Rồi, ruột D2016 lệch nhau 1 tháng thôi. Rồi, ok, giao lưu với mấy anh em cây này là 550, 550 ngàn, mới nha, tình trạng mới. Rồi, mã số 11. Mã số 11 cũng là một cây cờ rơm. Cờ rơm phay xước hai mặt nha, được khắc CNC. Khắc laser. Chủ đề hình ngọn lửa Zippo. Cái này tình trạng cũng là mới, phay xước hai mặt. Chưa qua sử dụng nha, được sản xuất vào năm 2016. Đáy lõm nè, nội địa nha. Rồi, âm cũng ok. Cái bàn quay của em nó gần quá, nó lấy nét phía sau không. Rồi, Z2018 nha, chỗ luộc trùng cả tháng 5. Tình trạng mới chưa qua sử dụng nha. Rồi, ok, cái này giao lưu giống em cũng 500 ngàn, mã số 11. Mã số 12 cũng là một cây mới luôn. Chrome si bụi. Chrome si bụi, chữ này chữ gì em không biết luôn. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng nha. Chrome si bụi, được sản xuất vào năm 2017, chữ B. Âm to, tình trạng mới nha. Hàng nội địa nha mấy anh, hàng nội địa đáy lõm nha. B2017 trùng cả tháng 5 luôn nha mấy anh. Đây, tình trạng mới đây. Rồi, cái này giao lưu với anh em cũng là 500 ngàn luôn nha. 500k. Nó còn viên đá giữ phòng nè. Em rồng gớt viên đá ra nè. Bỏ viên đá lên đi. 500 ngàn nha, mã số 17. Rồi, mã số 12. Sorry, mã số 12. 10, 11, 12, đúng rồi, 12 nha. Mã số 13 là một cây cờ rơm HB. Cờ rơm bóng thì nó hay bị xước tơ vậy đó. Đây, xước gì nè. Ồ, cây này nó xước nhiều nè. Xước vô quá trình bảo quản. Cái này tình trạng thì không cắn mớp vậy nha. Cái này giao lưu nhanh cho anh em này. Tình trạng đẹp 2013. Âm to nha. Âm cây này to ấy. Bánh xe thì cực kỳ bán rồi. Ruột bên trong đây. Bên trong đây, rất đẹp. Rồi, giỏ ruột 2013, trùng. Trùng 5 nha. Lệnh nha 1 tháng thôi. Cái này tình trạng á, thì nhìn giống như mới lắm. Do nó bị xước ở chỗ đó thôi. Giao lưu với mấy em cây này 400 ngàn thôi. 400k nha, 400k mã số 13. 400k nha. Mã số 14 cũng là một cây tình trạng mới. Sơn hấp nhiệt. Chủ đề động cơ máy bay dân dụng đây. Màu xanh dương, màu xanh lịch lãm. Đẹp nha mấy anh. Cốt đồng thì sản xuất vào năm 2016. Cốt đồng đây, xài xong rồi nó ra mà chọc sơn thì nó ra đồng.
Nam mà giờ không thích thì lấy xăng tẩy nó sẽ ra đồng nữa. Rồi 2016 vỏ gột chùm 2016 nha, ở bên trong đây. Rồi cái này giao lưu với mấy anh em là 500 ngàn nha, 500k luôn. Mã số 10 và 14. Mã số 15 cũng là một cây tình trạng mới chưa qua sử dụng, chủ đề về cây dao sinh tồn, dao đi rừng đó mấy anh. Case được sơn, cái chất liệu sơn này chắc lắm nha mấy anh. Mặt sau là chrome phay xước, đơn giản thôi. Được sản xuất vào năm 2018, năm nay là 4 năm rồi. Chủ cũ người ta giữ lại. Âm thì cũng ok. Âm hay nha, âm lớn nha. Anh em biết tại sao em che cái tay phía sau lại, đừng cho nó cái camera lấy nét phía sau đó. Tình trạng mới nha. H2018. 2018 vỏ ruột trùng đây, 2018 đây. Rồi cái này giao lưu giúp em cũng là 500 ngàn luôn nha, 500k. Mã số 15. Tiếp theo mã số 16 là cây Zippo được khắc về chủ đề hình chủ đề về phù thủy nè mấy anh. Mấy anh em nhìn thấy nè, người phù thủy cởi cây chổi bay nè, ở phía sau có con mèo. Con mèo này được người chị phù thủy nuôi nè. Cái chữ này em dịch không nổi. Bản chất của nó là vậy nha, nó xin hẳn á. Nó xin hẳn là nó làm vậy nha, chứ không phải chày xước hay bông chóc gì đâu. Cây này là bản giới hạn nha, số của nó là 217574. Ở phía dưới nó khắc chữ gì nè, xin hãng nha, xin hãng, nó làm bản chất nó vậy nha mấy anh. Xin hãng nha. Cái này có cắn nhẹ một điểm không đáng kể nha. Mấy cây này nhầm khi mấy anh em không biết gì nó, mấy anh em tự nó là bông chóc hay là nó vậy, nó thật sự bản chất nó là vậy nha, nó làm vậy á. Rồi ok, tình trạng thì ok. Được sản xuất vào năm 2012. Có cắn vào điểm kim nhẹ nhẹ thôi. Đây. Cắn vào điểm kim nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể nha. 2012. Âm to nha, cái này âm hay nè. Ruột còn khá đẹp luôn. Bên trong nó này. Sạch sẽ. Cái này cốt hơi gơ, mấy anh em lấy thì em sẽ thay cốt cho. Rồi B2012 vỏ ruột trùng. Rồi ok. Cái này giao lưu với anh em là 750 nha, mã số 16. Mã số 16 750 nha. Mã số 17. Cái này khắc xin hãng nha, khắc về chủ đề gì em không biết luôn. Bộ bây giờ nó quá nhiều chủ đề. Cái này hàng limited nè. No 178. Phía sau khắc chữ nữa nè. Cái này tình trạng đẹp. Đẹp nha. Nói chung là có một vết móp nhẹ nhàng ở đây thôi. Đây, góc này. Móp rất là nhẹ, còn ngoài ra đẹp nha, không cắn móp gì cho đâu nữa hết. Cái này em đang chăm thuốc được 2-3 ngày gì. 2-3 ngày gì. Hơn chứ, em chăm thuốc khá lâu quá. Cái này em to nè. Âm to cho em chăm chút. Anh em nào lấy em sẽ thay cốt cho. Mình chẳng chưa qua sử dụng rồi, nhưng mà em lười vệ sinh, em chăm xăng cho em xài hết xăng rồi, em bỏ ra em dùng cây khác em chăm thân rồi. Nhưng mà nãy nó còn cháy, bây giờ nó hết cháy rồi. Có nghĩa là nó hết xăng đó mấy anh. Cái xe cực kỳ bén luôn á. Với lại thêm quạt nữa. Xăng nó yếu quá, nó không cháy. Rồi cái này giao lưu với để coi ruột. Rõ ruột trùng 2016. Cái này khá đẹp nha, cái này mà thay cốt vô thì âm sẽ hay. Âm hay em mới lấy em xài á. Khắc cũng khá đẹp, khắc xin hãng nha. Rồi cái này giao lưu với anh em là 800 ngàn nha, 800k. Tiếp theo cho anh em nào sưu tầm về những chiếc chủ đề về tàu chiến. Đây, những cây này cực kỳ hiếm nha mấy anh. Nói chung cây này đẹp, nói chung là đẹp thôi. Không có gì phải miêu tả chứ, đẹp. Đẹp thôi, không có gì miêu tả hết. Tàu chiến hai mặt, ốp nhựa nè. Ngày xưa cái bản này, ngày xưa nó cái thời 5X nó là ốp bằng ngà voi. Nhưng mà sau này luật bảo tồn động vật á, người ta không cho ốp ngà voi nữa. Bây giờ bản sau này nó sẽ ốp nhựa như vậy. Tàu chiến hai mặt nha. Đấy. Cái này cực kỳ hiếm nha mấy anh. Tàu chiến hai mặt thường đã hiếm rồi mà ốp như vậy đã cực kỳ hiếm luôn á. Nói chung tình trạng đẹp thôi. Do quá trình bảo quản thì nó có những vết... cực kỳ nhẹ luôn, nói chung là đẹp, đẹp thôi, kêu bằng đẹp, đẹp. Được sản xuất vào năm 1989, nó xe mấy cây này thì khỏi chê rồi, mấy anh em yên tâm. Đây ruột này, ruột ken luôn.
Rồi cây này giao lưu với mấy em là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu. Tài chiến hai mặt ốp nhựa. Kiếm hơi khó đó mấy em. 589. 1,7 triệu. Tiếp theo cũng là một cây tàu chiến hai mặt y như cây nãy luôn, không khác gì, nhưng mà nó khác năm thôi nè, nó đẹp mà. Nói chung nó đẹp thôi, tàu chiến hai mặt nha. Cây này được sản xuất năm 1988, 45 mã. Cây này sorry anh em, đụng mấy máy hoài. Cây này có một những vết xấu đây, đây nó móp nhẹ, cái này do quá trình người ta bảo quản đó. Móp nhẹ đây, đây có vết cắn nhẹ đây. Em chỉ cho kỹ, tại vì mấy cây này giá trị nó hơi chịu chịu mấy, em phải chỉ kỹ cho mấy anh em. Còn trên đây nó có những vết dâm nhẹ này không đáng kể đâu. Rồi ok, cây này giao lưu với anh em là 1,6 triệu thôi. Năm nó là trước 1 năm nhưng mà do điểm xấu nó quá, em bán 1,6 triệu thôi. Cây này 4 la mã đây, ruột thấy 4 la mã nha, ruột khá đẹp ở bên trong đây, không gì bằng cãi nha. Mở ngay cái tắt. Em đem nặng lắm, bánh xe thì cực kỳ bén. Cái này 1,6 triệu nha mấy anh. 1,6 triệu, mã số 19. Em bỏ vô bọc lại nha. Mã số 19, 1,6 triệu nha. Rồi mã số 20. Mã số 20 cây này mới tới 1 triệu mấy lắm. Nhưng mà cây này thật sự là tiếc cái là người chủ cũ họ làm như vậy nè. Đi cái này lắc cây bạc, lắc cây bạc mấy anh em chà nó cực lắm. Mà họ đem họ chà, họ chà cho chốc lắc cây bạc, họ cào gì đó, nhìn nó ngộ ngộ. Bên đây có khôi phai nhẹ, trên nắp có hai điểm xấu đây, một điểm xấu đây, cắn đây, cắn đây nha. Chỗ này do họ chủ cũ họ cà, cái này không phải là cắn mớp đâu. Chỗ này có mớp nhẹ đây, mớp nhẹ này cực kỳ nhẹ luôn đây. Ngoài ra thì ok, cái này do chủ cũ, người chủ cũ họ lấy giấy nhám hay lấy cái gì họ chà. Cây này là em lem rồng, em lem zin của công ty nha. Em lem này mà không biết phải bạc khói không, em lem bạc khói là mấy anh em phê luôn. Bản này là bản giới hạn nha, 4420. Không biết em lem này có bạc khói không biết. Rồi tình trạng nè, cốt rất cứng cáp luôn, nguyên bản luôn á. Cây này nếu mà chủ cũ họ xài ít lắm, họ xài chừng nữa chưa lên lửa nhiều lần đâu. Tại vì cái cốt này thường thường á anh em, cái em lem này nó nặng nè, anh em xài nhiều là cái cốt này nó cực kỳ gơ, mà cái cốt này y như bản mới luôn, không có độ gơ luôn. Rồi sản xuất năm 2007 đây, gụ đây 2007 đây, gụ bên trong. Rồi cái này em bán giá vốn cho anh em thôi, không lại cái này em lấy về em bị nhầm bị nhầm về nó bị ấy, bị ảnh hưởng vậy á, bánh xe là cực kỳ bán. Cái này giao lưu với anh em 800.000 nha. Em nhìn em thấy nó xấu á, nhưng mà đâu có nghĩ rằng về cái nào nó cắn hay được. Em nhìn là em biết cái những cái cây này là vết cà của người chủ á, người cũ á, nhưng mà về thấy hai điểm cắn này nè, điểm cắn này nè, điểm cắn rất là nhẹ, điểm móp này không đáng kể đâu. 800.000 nha. Mã số 20, mã số 21 cho anh em là sưu tầm này, bản này cực kỳ hiếm này, sinh năm 1932. Ở đây nó có khắc một cái hoa văn này rất đẹp luôn. Cái này không biết nó mạ cái chất gì vậy mấy em, không biết phải là mạ bạc hay không, hay là mạ cái chất gì vậy? Cái này đẹp nha, chỗ này vết chóc vết chóc ra chóc do bảo quản không kỹ thôi. Đây có vết cắn nhẹ này, mấy cái này người ta xài lắm mấy anh, thật sự luôn. Nên có mớp nhẹ này dưới đáy này, đẹp. Một ngược chữ xéo, đúng không? 4 la mã. Ở đây có vết chày 4 la mã nha. 88. Âm thì phê. Âm cái này phê nha, âm phê. Cái này em không có đụng chạm gì luôn, về là còn để nguyên luôn á. Bên trong đây em nghĩ là nó lắc cái bạc hay là mạ bạc vậy. Cái ruột này ruột vàng này nè, vàng ánh luôn nè. 8893 thì ruột nó bị dập lỗi, nó không thấy mọc, ruột vàng này. Anh em yên tâm, anh em nhìn cái chấu trong đây là mấy anh em biết này, ruột vàng, vàng thật luôn, mọc lỗi mình không thấy mọc nha.
Rồi cái này giao lưu với mấy em là 1 triệu nha. 1 triệu. 1 triệu nha. Âm hay. Âm phê á. Cái này bữa nay mở âm phê. 1 triệu. 1 triệu mã số 20 21 nha mấy anh. 1 triệu. Rồi mã số 22 là một cây slim. Cái này tình trạng thì cũng còn khá đẹp, khoảng chừng 90% thôi. Lâu lắm rồi không có slim. Trên này có những móp nhẹ thôi. Bụi cười rơm bóng. Cái này giao lưu với em 300 ngàn thôi. Được sản xuất vào năm 2016. Chưa vệ sinh luôn. Cái này có âm nha mấy anh. Slim âm gì là hay á. Đánh xe cực kỳ bén luôn. Này 2016 vỏ gột trùng. E2016 đấy. Cái này H2016 một ngược á, sorry anh em nha. Một ngược nữa chứ. Khá độc. Gột còn khá mới đây. Đánh xe cực kỳ bén luôn. Cái này 300 ngàn. 300k cây Slim. Cây Slim 300k nha mấy anh. Tiếp theo là mã số 22. Cây Slim anh em nhắn cây Slim 300 đi em hiểu nha. Rồi mã số 22. Thì em để đó em quên á. Mã số 2 là cho anh em nào chơi quạt độc lạ cổ này. Nguyên một cục đồng luôn. Đồng này đồng khói nha. Cái này xuất xứ từ Nhật. Đây có khắc đàng hoàng. Made in Japan. Quạt gì này, mấy anh em bấm gì nó sẽ nhảy lên đó. À. Nhỏ nhắn xinh xắn. Cái ngón tay của em đây. Nó to hơn ngón tay mình á. Nó chiều dài nó khoảng chừng hơn lóng tay này. Cái này tình trạng thì sử dụng lướt thôi. Thật sự nếu là nó sử dụng cũng không đúng. Nhìn nè, mới ken luôn nè. Em thấy không? Bóng luôn, đồng khói mà. Đồng khói. Ở phía trong này nó có khắc cái gì nè. Phi bởi gì tùm lum vậy nè. Phi 2.0 gì nhân 4.4 mm gì nè. Anh em này thì gần thông số kỹ thuật, gần 4 cm à. 4 mm. Phi 2.3 phi à. Không gặp. Rồi ok. Cái này giao lưu với anh em là 800 ngàn nha. Mã số 22. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh. Anh em nào muốn giao lưu thì hãy cho em biết số bài. Rồi mã số mấy trong bài giải sĩ như bài hôm nay là bài thứ 211. Anh em chốt con này là mã số 1. Anh em ghi là 211 trên 1 em sẽ hiểu nha. Rồi chào tạm biệt mấy anh. Chúc mấy anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thật là vui vẻ và thoải mái nha. Bên người thân và gia đình. Anh em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mấy anh em kỳ tới. 4 giờ rồi. Bye bye.